Nói nghe nè, là ngày hôm qua đó tôi nằm mơ thấy con cày cắn tôi. Chó nho 11 chiều nay nó sẽ ra, bạn hãy đánh bao lô 11 đi. Ôi thôi rồi 11 ra ngay trống, nhưng đại phú không phải đại tránh rồi. Trắng tay luôn giờ đây biết tính sao, người ta cứ gieo nợ nần hoài thôi. Bỏ số để đi bạn ơi, thôi bỏ số để đi, luyến tiếc làm chi cái con số huyền bí. Ngày xưa bạn trông thật oai, đâu có thua một ai, giờ đây bạn như thế này sao? Bán hết nhà cao xe máy đi bộ luôn, bởi vì mê cái con số để thôi. Giờ đây đơn côi lẻ loi, cuộc đời sao u tối. Thì thôi hãy dừng bước đi bạn ơi, còn riêng tôi cũng bỏ số để thôi. Xin chào tất cả mọi người, mình là Lê Hoàng. Hiện tại thì Lê Hoàng đang công tác tại phòng thu Lê Hoàng Studio. Và ngày hôm nay Lê Hoàng làm clip này để test cho anh chị và các bạn cùng nghe chất âm của con sao cạc XOX K10 phiên bản mới nhất nâng cấp 2020. Và ở đây là Lê Hoàng đang kết hợp cho anh chị và các bạn micro Tata BC K320 nguồn 48V. Đó, tất cả combo phụ kiện đầy đủ, kẹp bàn, màng lọc, mọi thứ hết. Và có cả dây live stream cho anh chị và các bạn. Anh chị và các bạn có thể kết hợp được với lại điện thoại, máy vi tính đều được hết. Đó, tất cả sản phẩm đều được bảo hành 1 năm, 1 đổi 1. Ở đây là Lê Hoàng hát không hay, chỉ là muốn test cho anh chị và các bạn cùng nghe chất âm của combo này như thế nào. Thì với combo này, anh chị và các bạn có thể cover những cái bài hát mình yêu thích. Rồi có thể làm những cái clip đọc truyện, đọc kinh, đọc sách vân vân. Đó, chúng ta có thể thu âm lồng tiếng, quảng cáo mọi thứ luôn. Thì anh chị và các bạn yêu thích sản phẩm này, nhớ liên hệ cho Lê Hoàng Studio qua số điện thoại là 0989737960, Zalo là 24/24 để có thể đặt mua những sản phẩm như thế này về. Và nhớ đừng quên nhấn nút subscribe, đăng ký kênh cũng như cái chuông bên cạnh để khi Lê Hoàng có đăng clip lên á thì anh chị và các bạn sẽ nhận được ngay lập tức nha. Xin cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều. Xin chào.